dùng chiếc bát cũ làm chậu trồng cây rồi đem bán với giá rẻ mạt trên eBay, người đàn ông không ngờ nó là bảo vật từ thế kỷ 19. Trong nhiều năm liền thì chiếc bát sứ màu vàng ấy được dùng làm chậu cây và chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó. Theo tờ Daily Mail, một gia đình quân nhân người Anh đã sở hữu một chiếc bát sứ màu vàng với những nét hoa văn tỉ mỉ. Chiếc bát đã ở cùng với gia đình này trong suốt 50 năm nhưng chẳng ai để ý đến nó và chỉ dùng nó để làm chậu trồng cây. Mãi cho đến gần đây, người chủ gia đình quyết định chụp ảnh và rao bán chiếc bát này trên trang web bán hàng trực tuyến eBay với giá 200 bảng Anh, tức là khoảng tầm 6 triệu đồng. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra là rất nhiều người đã gọi điện đến và trả giá cao để mua chiếc bát này. Lúc này, người đàn ông mới nhận ra giá trị thực sự của món đồ mà bấy lâu nay gia đình chỉ dùng làm chậu trồng cây. Người đàn ông lập tức xóa bài đăng rao bán và đem chiếc bát có đường kính 20cm đến nhờ các gia đồ cổ thẩm định các chuyên gia tại phòng trưng bày nghệ thuật Squatters Standard Mauritius tại hạt Essex miền đông nước Anh đã nhanh chóng xác định đây là món đồ cổ quý hiếm từ thời hoàng đế Gia Khánh của Trung Quốc 1796 đến 1820 và chiếc bát màu vàng có 6 ký tự liên quan đến hoàng đế Gia Khánh với 8 biểu tượng của Phật giáo. Người đàn ông muốn giấu tên cho biết rằng khi mà chúng tôi mang chiếc bát đến Swaders, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết giá trị của nó và tò mò muốn tìm hiểu toàn bộ lịch sử về nó. Cô Jen Silly là một chuyên gia về đấu giá các tác phẩm nghệ thuật châu Á của Swaders, cho biết rằng chiếc bát được sử dụng như một chậu cây. Những chiếc bát có hòa văn như thế này là một trong những món đồ sử tuyệt phẩm cuối cùng của thể được chế tạo tại thời nhà Thanh trước khi vương triều này bắt đầu suy yếu trong thế kỷ 19. Năm ngoái một câu chuyện tương tự cũng xảy ra. Một thanh niên người Anh giấu tên đã mua một chiếc bình màu vàng có vài dòng chữ tiếng Trung tại một cửa hàng bán đồ giá rẻ. Người này không hề biết giá trị của món đồ mà mình vừa tàu. Chỉ khi liên tục được các nhà siêu tầm hỏi mua, ông mới quyết định mang chiếc bình đến gặp các chuyên gia để thẩm định giá. Và ở đây thì anh được biết rằng đây là một chiếc bình được sản xuất từ thời Hoàng đế Càn Long, trời vì năm 1735 đến năm 1796, trong buổi đấu giá mới nhất thì chiếc bình đã được một nhà sưu tầm Trung Quốc mua với giá 380.000 bảng. Sau khi cộng các loại thuế phí mà người mua sẽ phải bỏ ra là 484.800 bảng, tức là tương đương hơn 14,3 tỷ đồng, gấp 6 lần giá bán ban đầu là 80.000 bảng. Theo Daily Mail thì chiếc bình được đánh dấu bằng một biểu tượng hàm ý rằng đây không phải là sản phẩm xuất khẩu mà là món đồ được dùng để trang trí trong cung điện của vua Càng Long. Bình có dáng quả lê được thiết kế để gắn tường với mặt sau phẳng và mặt trước được trang trí cầu kỳ trên thanh bình có viết một bài thơ ca ngợi hương trăm cùng hai dấu triển đỏ có nghĩa là của hoàng đế càn long chuyên gia jessile đã nói rằng chủ nhân chức bình đến cửa hàng từ Thìn và chọn mua món đồ này vì ông ấy thích vẻ ngoài của nó men trên chiếc bình rất đặc biệt vì men jica tức là nước ngoài trên nền đất màu vàng một màu đặc trưng theo truyền thống dành riêng cho hoàng đế Chủ nhân chức bình cho biết, ông cảm thấy ngắt ngay sung sướng với số tiền thu được và sẽ sử dụng món tiền này để nuôi dạy cô con gái 3 tuổi của mình.